Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Trước khi bắt đầu, dành cho quý vị mới lần đầu đến với kênh thì đây là nơi mà chúng tôi chuyên chia sẻ hai nội dung chính. Thứ nhất đó là kiến thức, kinh nghiệm về đồ gỗ. Và thứ hai đó là giới thiệu những kiệt tác nghệ thuật đồ gỗ do chính bàn tay người nghệ nhân Việt Nam chế tác. Video của chúng tôi sẽ được phát sóng vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Quý vị có thể ghé thăm vào website đỗtĩnh.com hoặc đến trực tiếp showroom xưởng sản xuất Đỗ Tĩnh tại địa chỉ đường số 1 làng nghề 1 xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định để có thể tìm hiểu thêm về những tác phẩm đồ gỗ mà chúng tôi chế tác hoặc sưu tầm được. Trong video ngày hôm nay, Đỗ Tĩnh xin được giới thiệu đến quý vị một kiệt tác sập gụ với nghệ thuật đục chạm và hoàn thiện vô cùng đỉnh cao. Vâng, đó chính là mẫu sập thập điểu quần mai đục chạm ba mặt đang được đặt tại showroom trưng bày sản phẩm của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Đây chính là một trong những siêu sập được rất nhiều quý khách hàng ưa thích lựa chọn bởi sự bắt mắt và cuốn hút cực kỳ với những đường nét hoa văn chi tiết được đục chạm thủ công rất tỉ mỉ và tinh xảo. Bên cạnh đó là lối hoàn thiện cạo nạo rồi chà nhám vô cùng kỹ càng, sạch sẽ. Và cuối cùng, chiếc sập này sẽ được khoác lên mình một lớp vernis màu cánh gián già, màu đặc trưng của những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ theo lối cổ. Tất cả các yếu tố trên đã tạo nên chiếc siêu sập này của chúng tôi, siêu phẩm sập thập điểu quần mai. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết về chiếc sập này để quý vị có thể cảm nhận được một cách chân thực nhất về siêu phẩm sập của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Đến cuối video thì tôi sẽ báo giá công khai để cho quý vị nào quan tâm có thể tham khảo. Và để đặt mua sản phẩm này, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0948 777 798. Hoặc có một cách khác đó là quý vị hãy xem dưới phần mô tả, tôi sẽ để link chi tiết của sản phẩm này ở đó. Quý vị có thể truy cập trực tiếp vào đó để đặt mua hàng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Điều đầu tiên thì chiếc sập này của chúng tôi được làm bằng chất liệu gỗ gụ mật, loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1 trong danh sách các loại gỗ quý của Việt Nam. Với nhiều ưu điểm có thể kể đến như là vân gỗ đẹp, khả năng chống mối mọt, ít cong vênh, chống chịu ngoại lực tốt. Chính vì thế tuổi thọ của những sản phẩm làm bằng gỗ gụ mật có thể lên đến hàng trăm năm, rất là bền. Ngoài chất liệu gỗ gụ mật thì với mẫu sập như thế này chúng ta hoàn toàn có thể làm được bằng các chất liệu gỗ khác như là gỗ hương, gỗ gụ ta hay là gỗ mun đều được. Tiếp theo sẽ là thông số kỹ thuật thì chiếc sập này sẽ có kích thước rộng là 2m2, sâu 1m8 và chiều cao lên đến mặt là 60 phân. Nếu tính phủ bì thì sẽ là rộng 2m3, sâu 1m9. Với kích thước cơ đại như thế này thì chiếc sập sẽ sở hữu một bộ chân tứ trụ nguyên khối, không tâm, không tim, to vuông tới 24 phân. Mặt là mặt lá đôi hàng tuyển, được xẻ ra từ cùng một tấm gỗ cùng vân, cùng gân và dày 2 phân cưa. Mặt sập với khuôn tranh dày tới 8 phân và có bản rộng chỉ là 18 phân. Với kích thước chỉ là 18 phân như thế này thì sẽ giúp cho phần lá mặt được nới rộng kích thước nhất có thể. Lá mặt của một chiếc sập càng to thì sẽ giúp cho chiếc sập càng có giá trị hơn rất nhiều. Đây cũng là một cái kinh nghiệm rất là quan trọng quý vị cần phải lưu ý khi mà lựa chọn mua một chiếc sập bất kỳ. Quý vị hãy quan sát chiếc mặt sập của chúng tôi có thấy hai khe hở này không ạ? Rất nhiều quý vị chưa có kinh nghiệm chơi sập thường có thắc mắc tại sao lại phải để khe hở như thế này. Thì giải thích luôn cho quý vị nào chưa biết thì đây là phần lỗ thở của mặt sập. Với thời tiết khí hậu thay đổi 4 mùa tại nước ta thì chắc chắn mặt sập sẽ hay bị co ngót vào mùa hanh khô hoặc giãn nở trở lại vào mùa nồm ẩm. Với phần khe hở như thế này thì sẽ giúp cho mặt sập có độ thở, không bị dồn xé, nứt nẻ hoặc cong, bùng hay là bỏ thang. Và khi hết mùa hanh hoặc mùa nồm ẩm thì chúng ta có thể dồn lại cho mặt sập được kín mít nhờ có khe hở này. Cụ thể với chiếc mặt sập này của chúng tôi, từ khi dựng lên chiếc mặt này đã gần 1 năm. Qua mùa hanh khô vừa rồi thì mặt sập đã bị co rút lại chỉ khoảng 2-3mm như thế này. Đây là độ co ngót cực kỳ ít đối với một chiếc sập. Phải là một tấm gỗ cực kỳ khô, khô đét luôn. Để qua rất nhiều năm thì độ co ngót mới có thể ít được như thế này thưa quý vị. Với chiếc sập này khi quý vị đặt mua thì chúng tôi sẽ cho dồn lại mặt để đảm bảo cho mặt sập sẽ luôn được kín mít khi quý vị sử dụng. Tiếp theo chiếc sập sẽ được đục chạm 3 mặt. Với phần dạ tiền sẽ là một tấm gỗ liền nguyên khối dày tới 10 phân và có bản rộng là 41 phân. Hai phần dạ hai bên có kích thước như nhau, đó là dày 7 phân và rộng 31 phân.
Dạ phía sau sẽ được để trơn, cũng là một tấm gỗ dày 5 và rộng 15 phân. Điểm thu hút đặc biệt nhất của mẫu sập này không thể không nói đến, đó chính là nghệ thuật đục chạm vô cùng đỉnh cao thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn phần dạ tiền của chiếc sập. Bố cục của phần dạ sẽ là hai cây hoa mai già hàng trăm năm tuổi, với hoa lá cành vô cùng sum suê theo dáng huyền, sẽ quay đầu vào với nhau. Phần chính giữa sẽ là một chữ thọ vuông và một chữ thọ tròn, được các nghệ nhân của chúng tôi khéo léo lồng ghép vào để tạo điểm nhấn. Cây mai với phần gốc sẽ là chân chiếc sập, phần thân ngọn sẽ là quây dạ. Tuy là phần chân rời so với quây dạ nhưng được các nghệ nhân của chúng tôi khéo léo lồng ghép vào để tạo nên một gốc cây mai liền mạch xuyên suốt từ gốc đến ngọn. Khi ta quan sát từ xa thì sẽ như là một thân cây mai cổ thụ liền mạch nguyên khối vậy. Từng chi tiết nhỏ nhất của cây mai trăm tuổi này đều được chúng tôi đục chạm chân thực nhất có thể. Đây quý vị có thể thấy ở phần gốc cây sẽ có những hốc hác, mắt cành trông cực kỳ cằn cỗi với lớp vỏ xù xì. Những đường gân nổi lên đan chéo vào với nhau tạo cảm giác như là một cây mai bonsai vậy. Hay là những bông hoa mai cổ năm cánh được người nghệ nhân của chúng tôi đục to nhỏ khác nhau, vô cùng là cây bông. Kết hợp với đó là những nụ hoa còn chưa kịp nở, đan xen vào là những chiếc lá nhỏ, thon dài trông cực kỳ là mềm mại. Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một gốc cây mai với vẻ đẹp vô cùng thanh cao và tao nhã, mang vẻ đẹp chất phác, giản dị vô cùng. Đúng với tên gọi thập điều quần mai thì trên mỗi phần dạ này sẽ là 10 chú chim. Đó, 10 chú chim với thần thái khác nhau được đục chạm công phu và tỉ mỉ, đang vui đùa trên những cành cây trông cực kỳ sinh động và rất là có hồn. Quý vị có thể thấy chỉ từ một tấm gỗ thôi qua bàn tay của những người nghệ nhân đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vô cùng đỉnh cao như vậy. Nhìn tất cả các hình ảnh được đục chạm vô cùng sinh động đó, ta có cảm tưởng như người nghệ nhân đã thả hồn vào qua từng đường nét đục chạm. Ở phía trên này sẽ là một hàng hạt châu đều tăm tắp, được đục chạm vô cùng sạch sẽ và cạo nạo sáng bóng. Phần dạ hai bên cũng được đục chạm vô cùng tỉ mỉ và đẹp tương tự như phần dạ tiền. Phải nói là ba mặt được đục chạm tương đương nhau, không có sự khác biệt nào quá lớn ở đây cả. Tiếp đến khi nói về phần hoàn thiện của chiếc sập này, những người nghệ nhân của chúng tôi sẽ khoác lên mình cho bộ sập này những lớp vét nghi mỏng màu cánh gián già, vừa có tác dụng bảo vệ cho chiếc sập và vừa đem lại tính thẩm mỹ đẹp vô cùng. Với tông màu này thì sẽ phù hợp với mọi không gian kiến trúc nhà ở, từ cổ điển cho đến hiện đại, không gian nào cũng chơi được hết thưa quý vị. Nên là quý vị cứ yên tâm mà sắm bộ sập này về kề nhà mình đi, đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ phù hợp và đẹp. Cuối cùng xin được báo giá công khai cho quý vị nào quan tâm thì chiếc sập thập điều quần mai này đang được chúng tôi bán với giá là 65 triệu 800 ngàn đồng. Quý vị và các bác cảm thấy chiếc sập này của đồ gỗ Đô Tích như thế nào ạ? Hãy để lại ý kiến nhận xét của mình ở phía dưới phần bình luận. Và nếu quý vị nào có mong muốn sở hữu cho mình chiếc sập này hay rất nhiều những tác phẩm khác như bàn ghế trường kỷ, tranh gỗ treo tường, đồng hồ cây Đức, cuốn thư câu đối, đồ thờ gia tiên, vân vân, thì hãy liên hệ trực tiếp với đồ gỗ Đô Tích chúng tôi qua số điện thoại 0948 777 798, kết bạn Zalo để được tư vấn cụ thể hơn. Hoặc các bác có thể truy cập website đotich.com để có thể biết thêm nhiều những mẫu sản phẩm khác của đồ gỗ Đô Tích. Quý vị nếu yêu thích nội dung này thì hãy cho Đỗ Tinh xin một like và chia sẻ video đến cho mọi người cùng xem. Đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với đồ gỗ Đỗ Tinh. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bác rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.